Ok và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Spin Gamer và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập tiếp theo của Dragon Ball. Và hiện tại siêu nhân hùng của chúng ta sẽ đi nhận nhiệm vụ. Để xem là có nhiệm vụ gì nào. Ở đây. Ok và mình sẽ đến cái điểm kia để xem nó là nhiệm vụ gì. Teo. Đây. Chúng ta sẽ gặp Supreme Kai of Time. Nói chuyện cái. Chào quay trở lại. Thật tốt khi thấy bạn. Wow. Bạn thấy thế nào khi cái gì nhỉ? À đâu bạn. Những nhiệm vụ kia bạn thấy thế nào? Tóm tắt đơn giản là như vậy. Ok. Mình phải đi đâu nữa ta? Ồ, lên trên kia à? Xa thế. Ok. Phải đi lên trên này này. Làm nhiệm vụ. Ok, và mình sẽ... vào phòng tập thời gian à? Ok. À đâu, không phải. Nó là một cái... cung điện thời gian. Đúng rồi, nó giống như cái phòng tập thời gian, giống như trong truyện ấy. Mà trong này nhìn đẹp quá. Chào Enderkai. Ok. Mình làm gì ở đây đây? Hãy cho. Oh shit, khó dịch quá. Tóm lại là nó như kiểu là thay đổi thế giới phải. À đâu, thay đổi lịch sử. Ok. Nappa và Vegeta, hai người Saiyajin đã đến trái đất khi lịch sử. Nappa và Vegeta đang ở trên trái đất. Hai người đó đang ở trên trái đất. Ok, thôi nói ít thôi. Tôi còn đi làm nhiệm vụ. Để xem nào. Đang ở hành tinh 762. Là trên trái đất đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đối đầu với cả Nappa và Vegeta. Cả đích đấy. Đánh bại. Đánh bại người Saiyan trên trái đất, ok. Team mình khá là đông người. Bao gồm Yamcha, Tiên, Krillin và Gohan, Kid với cả Piccolo nữa. Ok, lên giúp mọi người nào. Hello bitch. Cút khỏi trái đất đi. Chết nè. Đánh hôi hả mày? Chết chưa? Chết nè. Combo của mình khá là dài. Ok. Đau. Ây da. Má đau vậy. Một đá, hai đá, ba đấm. Ok. Đá nữa nè. Úi dồi, liên hoàn cước. Đá cái này. Đứng lại. Chạy đi đâu mà bưởi. Ủa, nó luyện trưởng kìa. Này thì luyện trưởng. Chết luôn chứ gì nữa. Vegeta mình chưa động được một người nó mà đã tèo rồi. Má yếu thế.
Ok, và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo là Tallest the Other Saiyan. Tức nghĩa là một người Saiyan khác đang ở trên trái đất của chúng ta. À, Goku kìa. Ô, sao thằng này giống Goku ấy nhỉ? Phải chăng họ hàng với nhau? Mày đánh anh em tao à? Đánh anh em tao à? Bitch. Chết nè. Chết nè, ôi dồi, liên mặt cướp. Đá cái nè. Đấm cái nè. Ồ. Chết nè. Đá cái nè. Lại là lưu đoạn cướp. Ok. Má ông Goku bắn hôi ạ. Ông đi, ông né ra để tôi xô. Ủa. Cái này thì dịch chuyển tức thời. Chết nè. Ok. Bitch. Bitch. Chết chưa? Ô, sao không mất máu ta? Chết. Hóa ưu tiêu. Ok. Chết chưa ta? Chưa chết à? Chưa chết à? Héo ngay. Ok. Ai đây? Ta đoán đã quá đủ cho bây giờ. Ok, hoàn thành. Clear. Mình vẫn đang ở level 8. À đâu, mình lên level 9 rồi. Ok. Hắn biến mất rồi. Nhưng gì đây? Thôi, khỏi dịch. Khó dịch vãi. À, cái này thì mình biết. À, bạn muốn đi với tôi không? Tất nhiên là có. Và mình không đi thì làm sao có cốt truyện để mà làm được. Và bây giờ chúng ta sẽ Saiyan Brutality Beyond the Limit. Thế là nó nâng cấp Saiyan lên à? Bọn này nó đang kiểu nhìn team mình trông thảm hại thế. Goku đến rồi. Và mình đứng ra sau đi, để tôi. Né đi để bố xử lý. Để bố và chú con xử lý. Ok. Và bây giờ là cuộc chiến giữa. Mình là người Saiyan đúng không? Ờ đúng rồi, mình là người Saiyan. Cuộc chiến giữa Nappa, Vegeta và Quang Spin với Goku. Ao. Này thì bắn skill này. Liên hoàn cước nha cu. Đá cái này. À, nó chạy kìa. Chạy đâu mà bưởi. Chạy đâu mà bưởi. Chết chưa?
À, đá dịch chuyển tức thời à? Chết. Ok. Và bây giờ mình sẽ kiếm Vegeta để giúp Goku hạ gục Vegeta. Đấm cái này. Đấm cái này. Ok. Knock out luôn. Thấy combo của tao chưa? Chết nha. Ok. Hai tên này đã bị hạ gục. Mày sẽ trả giá vì việc này. Vegeta đã chạy. Oh what the hell. Ui nó không hóa kìa. Bê hả mẹ hua. Rồi hai anh em đấu skill với nhau. Vâng, thưa các bạn là Goku quá khỏe. Vegeta đã hẹo, mình cũng vẫn đứng, mình vẫn sống. Ok, chết đi cu. Yes, đã hoàn thành rồi. Như vậy là chúng ta đã hạ gục được Vegeta và Nappa. Ok, và mà nói nhiều thế. Ok, và tập này của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn coi video của mình thì cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập thứ 5. Tập thứ 5 đúng không nhỉ? Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.